Hello, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và đây là video đầu tiên trong chuyên mục Q&A hay gọi là hỏi và đáp. Thì mình đã tổng hợp ở đây câu hỏi mà mình thấy rằng các bạn đã comment trong những cái video trước đây mình đã đăng. Thực ra thì mình cũng đã từng, mình đã trả lời hết những cái câu hỏi mà các bạn đặt ra, các bạn comment ở phía dưới rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là sẽ tổng hợp những cái video kiểu này thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn tìm kiếm. Và chúng ta cùng xem câu hỏi đó là câu hỏi gì và biết đâu các bạn đang thắc mắc về những vấn đề đó thì sao? Let's go! Câu hỏi số 1 của bạn Lục Nguyễn. Bạn comment là mong sắp tới bạn làm clip so sánh giữa Light Blue phiên bản All Instant và Light Blue phiên bản Sun ạ. Thì mình xin phép trả lời câu hỏi này, đó là thực ra nếu mà so sánh phiên bản Sun và phiên bản Intense của Nam ấy, thì cá nhân mình thấy rằng là cái sự so sánh này nó có phần nó hơi khập khiễng khi mà hai mùi hương nó phát triển theo hai hướng khác nhau. Thì mình sẽ so sánh cả ba phiên bản lại với nhau luôn để cho bạn dễ hình dung nhá. Thì với Light Blue phiên bản Sun thì bạn nên so sánh với phiên bản Per Home hơn, cái phiên bản gốc ấy. Thì cái phiên bản Sun này nó sẽ mở đầu, nó có một cái chút gì đó gọi là cái mùi hương citrus mở đầu nó mạnh mẽ hơn khá nhiều so với phiên bản Per Home. Và cái mùi hương ở đây thì mình có cảm giác là nó hơi sủi sủi và hơi có tí ga, giống như chai chinh bánh cụt mà mình đã từng review ấy. Nhưng mà cái sủi đây nó sẽ nhanh chóng qua đi, và một lúc sau thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mùi của Sun, mùi Light Blue Sun này nó có phần ngọt hơn phiên bản Per Home khá là nhiều và mùi hương khá là tươi sáng. Và về sau thì nó có một chút kiểu hơi kem mịn nữa. Có lẽ là do cái nốt hương, cái nốt dừa ở đây nó làm nên cái vai kiểu như vậy. Thì về cái phiên bản Per Home và phiên bản Sun này thì về độ bám tỏa thì phiên bản Sun này mình nghĩ rằng là nó bám tỏa tốt hơn phiên bản Per Home khá là nhiều. Còn nếu mà về cái trường hợp sử dụng, cái gọi là cái sử dụng vào thời điểm nào thì mình nghĩ rằng cái phiên bản Sun thì nó sử dụng vào những ngày hè và những cái buổi đi party ngoài biển, này đi biển, đi bơi thì nó hợp lý hơn, nó không cơ động mà nó không đa dụng bằng phiên bản Per Home. Và nếu như để lựa chọn mua phiên bản nào thì mình nghĩ rằng các bạn nên mua phiên bản Intense đầu tiên, là cái phiên bản các bạn nên mua, tại vì mùi hương nó làm khá là tốt và được đánh giá rất là cao. Còn phiên bản Per Home và phiên bản Sun thì các bạn lựa chọn một trong hai phiên bản là được rồi, các bạn không nhất thiết phải mua cả hai phiên bản làm gì cả, tại vì mùi hương nó giống nhau đến khoảng tầm 70-80% rồi. Đó. Cái câu hỏi thứ hai là của bạn Hoàng Nguyễn, bạn có comment vào cái video về nước hoa mình review chai Midsummer Fight for Life của Miniso clone của Lilabo Sun 33 mà chỉ có giá 99.000 ấy. Thì bạn cũng mừng là anh ơi, em nghe nói nước hoa Charm của người Việt sản xuất có mùi khá giống với các nước hoa nổi tiếng và giá thì lại rẻ hơn rất nhiều, anh có thể review không? Thì thực ra thì mình cũng nghe qua cái thương hiệu Charm này khá là nhiều rồi, và mình thấy rằng mình có sinh hoạt và mình có ở trong nhiều nhóm bán nước hoa, cũng thấy là rất nhiều bạn là cộng tác viên của cái thương hiệu này. Thì mình có tìm hiểu thì được biết là cái thương hiệu này được do một cái bạn người Việt mà bạn là thạc sĩ của một cái trường đại học ở đấy, mình không nhớ rõ, thì bạn ấy sáng lập cái thương hiệu này. Và những cái thông tin khác về cụ thể là những cái mùi hương được làm từ, lấy cảm hứng từ đâu, ai là người điều chế thì mình cũng không tìm thấy ở trên những cái trang chủ của hãng nước hoa này. Thì bên cạnh đó mình còn thấy rằng là những cái chai nước hoa hay gọi là cái hình dáng, cái thiết kế của những cái sản phẩm của nhà nước hoa Charm này thì mình thấy rằng là nó có gì nó giống với những cái chai mà nổi tiếng trên thị trường, nó giống khoảng tầm 90-95%, cùng lắm thì khác màu sắc và họ sẽ dán cái logo của họ, thương hiệu của họ lên thôi. Thì mình thấy rằng đây là một cái mà có thể là cái chiến lược kinh doanh của họ, nhưng mà mình thấy rằng đây, cái hãng nước hoa này đã thành lập khoảng tầm 4-5 năm hay sao ấy, mà gần như rằng là họ chỉ làm theo nước hoa kiểu vậy. Thì mình với những cái thông tin mà họ đưa ra như vậy và mình tiếp nhận như vậy thì mình thấy rằng là hãng nước hoa này có lẽ rằng là mình không muốn thử. Còn mình chưa nói về mùi hương nha, nếu như có dịp thì mình sẽ review thử xem, tại vì với những cái thông tin như vậy thì mình thực sự là mình không muốn thử hãng nước hoa này một chút nào cả. Xin lỗi các bạn cộng tác viên của hãng nước hoa Charm này, chứ với những cái thiết kế và những cái gọi là cách quảng cáo thì mình thực sự rằng là mình không có lòng tin lắm. Nên là nếu như bạn nào mà muốn mua nước hoa Việt Nam ấy
muốn ủng hộ hàng mặt hàng Việt Nam thì mình nghĩ rằng hãng nước hoa Hoarion, đó là một hãng nước hoa các bạn nên thử qua. Và mình cũng đã từng có một cái video review rồi, hãng nước hoa này làm khá là tốt nên các bạn có thể thử qua. Câu hỏi số 3 của bạn Đại Đại, đó chính là mình dùng nước hoa Versace Per Home, nhiều đứa con gái nói giống mùi măng vệ sinh Kotex, không biết có ai bị vậy chưa anh? Thì thực sự rằng là mình chưa thấy ai so sánh nước hoa lại giống với cái đồ gọi là nhạy cảm của chị em phụ nữ như vậy cả. Mình chỉ thấy rằng là so sánh nước hoa, mùi nước hương nước hoa giống với mùi dầu gội đầu, giống mùi sữa tắm, hay là giống với mùi bột giặt, hay là nước xả vải gì đó thôi. Chứ mình chưa thấy ai so sánh nước hoa lại giống với măng vệ sinh cả. Nên là bạn nên xem lại về cái chất lượng của chai nước hoa của bạn. Hoặc là bạn nên có thể rằng họ không thích bạn nên là họ cũng nói thế để xua đuổi bạn đi thôi. Còn nếu tất cả những cái vấn đề kia đều ổn thì mình nghĩ rằng là có thể là do người ngửi cái kho mùi hương của họ hạn chế, nên là khi họ ngửi những cái mùi hương mà lạ thì họ sẽ tìm đến những cái hình ảnh, những cái mùi hương mà có giống với những cái mùi hương mà họ hay ngửi, họ sẽ lấy ra họ làm cái thước đo của họ. Vì vậy là bạn có thể hỏi những người khác chứ không nhất thiết là hỏi những bạn gái làm gì cả. Mình thấy có câu hỏi này khá là hay của bạn Ken Chay, là các bạn nói rằng là anh có thể cho biết là anh làm nghề gì mà nhiều nước hoa vậy không? Cho em ít thông tin về anh đi. Thực ra mình cũng đã định làm một cái video giới thiệu về bản thân mình từ rất là lâu rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng là nó không cần thiết. Nhưng mà hôm nay thì có bạn hỏi thì mình cũng sẽ trả lời. Thứ nhất là mình tên là Kiên, và năm nay mình 28 tuổi, cánh cả tuổi mụ 29. Các bạn làm tròn 20 là dễ gọi cho nó trẻ. Thì mình làm cán bộ nhà nước, mình làm giờ hành chính. Và nước hoa của mình nhiều là tại vì mình đam mê nên là mình sưu tầm, mình bày ra thôi, chứ nếu mà để ở một góc thì nó cũng rất là ít. Và những cái chai mà mình review thì cũng chủ yếu là mình đi mượn thôi, tại vì đâu phải đâu mà có tiền để mua nước hoa đâu, mình nghèo thực sự luôn các bạn ạ. Làm nước hoa này có bao nhiêu tiền YouTube bỏ ra mua làm giveaway cho các bạn hết rồi, nên là các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình nha. Câu hỏi tiếp theo của bạn Lâm Huỳnh, đó là tại sao mua nước hoa ở Việt Nam giá lại rẻ hơn ở nước ngoài? Thì câu này mình đã nhớ là mình đã từng nói trong một cái video về những cái câu hỏi quốc dân của về nước hoa rồi sao ấy. Thì mình vẫn xin nói lại ở đây, đó là nước hoa ở Việt Nam nếu như bạn mua tại trung tâm thương mại nó cũng không hề rẻ hơn ở nước ngoài một chút nào. Còn nếu như các bạn mua ở thương nhân, những cái người lái buôn, những người bán hàng xách tay ở Việt Nam thì nó giá nó bao giờ cũng rẻ hơn ở các store. Có thể là nguồn hàng xách tay không đóng thuế, hoặc các bạn cần nghĩ đơn giản ngày đó là nước hoa nó là một cái mặt hàng, chẳng qua là nó là mặt hàng cao cấp hơn một chút so với những mặt hàng khác, nhưng mà nó phục vụ lợi ích của các công ty, nó chỉ là kinh doanh thôi. Và khi các bạn muốn mua một cái sản phẩm và các bạn mua 500 đến 1.000 chai thì các bạn mail cho hãng và các bạn sẽ được nhận được cái giá vô cùng tốt. Nó khác hẳn với những cái giá ở store, khi mà bán ở store thì các bạn phải mất tiền thuê mặt bằng này, mất tiền thuê nhân viên này, chăm sóc này, rồi đào tạo nhân viên, tất cả những cái chi phí khác nó sẽ đội lên để cho một giá chai nước hoa bán ở store đó cao hơn nếu như các bạn mua trực tiếp ở hãng. Nhưng mà các bạn phải mua số lượng lớn thì các bạn mới có giá tốt. Chúng ta tới câu hỏi của bạn Meo Meo. Bạn ấy có comment vào cái video mình review top 5 chai nước hoa đi ba đi club cho nam giới, thì bạn có comment là anh Kiên có người yêu chưa ạ? Người yêu anh có hay dùng nước hoa không, và anh nghĩ sao về con gái không dùng nước hoa? Thì mình có bạn gái rồi, và bạn gái mình là người thường xuyên quay cho mình ở những cái video mình đi phỏng vấn ở ngoài trời ấy. Và người yêu mình thì lại không dùng nước hoa mấy, gần như là không dùng luôn, tại vì mình cũng có tặng nhưng mà người yêu mình rất ít khi sử dụng nước hoa. Và cái việc mình nghĩ rằng là con gái dùng nước hoa hay không dùng nước hoa mình thấy là khá bình thường. Tại vì các bạn nữ thì ngoài cái việc các bạn sử dụng nước hoa ra thì các bạn còn có những cái gọi là dầu gội, những cái sữa tắm, những cái body mist, những cái kem phấn trang điểm, nó đều cũng mang đến những cái mùi hương rất là dễ chịu, rất là nhẹ nhàng. Và kết hợp với những cái làn da của chị em phụ nữ được chăm sóc tốt nữa thì họ đã có một cái mùi hương riêng rồi. Những cái mùi hương đấy thì luôn luôn thu hút anh em. Còn nếu như bạn nào mà mình nghĩ rằng là nếu như bạn nào mà trong những cái buổi hẹn hò, những cái buổi date đầu, first date, thì nếu mà muốn gây thiện cảm với những người đối diện thì mua một chai nước hoa, tìm được một chai nước hoa phù hợp với cái phong cách, với cái cá tính của bạn thì nó sẽ gây điểm tốt hơn. Và mình nghĩ rằng là chị em nên có một chai nước hoa trong tủ, không nhất thiết là ngày nào cũng xịt, để đấy vào những dịp mà đặc biệt thì các bạn xịt, nó sẽ gây được ấn tượng tốt và để lại những kỷ niệm khó quên đối với người tiếp xúc với bạn. Và đó là những câu hỏi trong video số 1 của chuyên mục Q&A này. Và nếu như bạn
có những cái thắc mắc nào thì các bạn hãy comment ở dưới video này, hoặc là tất cả những cái video nào mà các bạn xem và thấy còn nhiều băn khoăn thắc mắc thì các bạn cứ comment, nếu như mình không trả lời được thì mình cũng sẽ tìm hiểu và mình cũng sẽ trao đổi với những anh em chơi nước hoa cùng mình để có thể đưa ra cho các bạn những câu trả lời nó chính xác và nó tốt nhất. Và nếu như thấy chuyên mục này hay thì đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!